Chàng đứng canh ngay tủ đồ làm gì thế? Thì ra anh ta muốn nhìn trộm các bạn gái đây mà. Trêu ghẹo các bạn gái như vậy thì không được hay ho cho lắm. Và mục tiêu đầu tiên đã xuất hiện rồi. Nhưng thật không may, cô giáo đã vào lớp ngay sau đó. Thôi chết rồi, hai anh bạn bị cô giáo phát hiện rồi nhé. Tội nhìn trộm các bạn gái là nặng lắm, có biết không? Hai anh bạn bị phạt nặng lắm đây. Các bạn gái nên chú ý cách ăn mặc nha. I'm sorry. Hôm nay cô giáo sẽ có bài kiểm tra dành cho các bạn học sinh. Tất cả tài liệu đều được mang đi cất hết. Trong lúc phát bài kiểm tra thì cô giáo phát hiện một bạn gái bị thương. Ngoại trừ cô ta thì tất cả các bạn còn lại phải làm bài kiểm tra. Ngày hôm nay, cô giáo lại cho bài kiểm tra nữa. Nhưng trùng hợp thật đó, các bạn học sinh đều bị thương hết. Nhưng làm sao mà qua mặt được cô giáo nhiều năm kinh nghiệm như thế này chứ? Lần lượt các bạn nam đã bị cô giáo lật tẩy. Kể cả cô gái này nữa, đừng hòng thoát nha. Búa rìu đòi qua mắt thợ hả? Giờ ra chơi, hai anh bạn chơi bóng rổ, còn các cô gái thì thích làm đẹp hơn. Và một quả bóng đi vào mắt của hai cô gái đến từ chàng trai hậu đậu. Eo ơi, lần này thì hai anh chết chắc với các cô rồi. Môi cô gái bị lem son hết rồi. Lo mà thùng lẻ đi kìa hai chàng trai trẻ. Cô giáo đang ghi bài tập cho các bạn học sinh. Nhưng một cô bạn lại không chú ý học, lại bày ra trò chơi. Cô ta chọc phá các bạn kế bên, chẳng chịu cho ai học yên ổn. Và chàng trai cũng bắt đầu chiến dịch trả đũa của mình. Lần này không may cho anh rồi, bắn trúng cô giáo rồi nhé. Nhìn chân cô giáo thế là biết nhạy cảm lắm rồi. Và cô giáo đã tiến thẳng về phía chàng trai. Chắc lần này bị phạt nặng lắm đây. Cho dù cái tội quậy phá trong lớp nha. Cô gái đi đứng không cẩn thận gì hết trơn à. Làm đổ nước hết lên sàn nhà rồi kìa. Anh chàng này là nạn nhân đầu tiên. Vừa đúng lúc anh chàng này ngã đè lên anh. Ôi, hai anh chàng này yêu nhau hả? Giờ mới thổ lộ cơ đó. Một tình huống khó mà giải thích được cho ai hiểu. Đang giờ học mà anh ta dám ăn vụng kìa. Hầu như các bạn trong lớp đều chú ý đến đồ ăn của anh ta. Và một cuộc tranh giành sau đó là không tránh khỏi.
và cuối cùng Ly Mị đáp gọn trên đầu cô giáo rồi. Cả ba bạn đều bị cô giáo phạt đứng lớp. Cũng tại cái tật ham ăn mà ra cả thôi. Giờ học chán quá, biết làm gì đây nhỉ? Thế nên cô gái phía sau đã trêu ghẹo cô bạn bàn bên. Giờ thì cô ta còn dụ dỗ anh bạn kế bên tham gia nữa. Nhưng vô tình anh ta đã sập bẫy của cô bạn rồi. Nỗi oan ức này thì ai mà hiểu thấu nhỉ? Giờ học gì mà chán quá. Ngủ riết cũng chán, nên cô ta bèn nghĩ ra trò gì để chơi. Lần này cô ta chơi lớn luôn, chọc cả cô giáo mới chịu. Một pha đóng kịch không thể nào hay hơn. Thế là cô bạn đã bị cô giáo hiểu lầm, bị phạt đứng lớp rồi nhé. Thật là oan uổng quá đi mà. I'm sorry. Cô giáo thì đang giảng bài, còn các bạn học sinh thì chẳng tập trung gì cả. Vì cô gái tránh viên phấn nên nó đã rơi vào túi thức ăn của anh bạn. Thế là anh ta đã bị cô giáo phạt ngay. Cả hai đã bị phạt vì tội không tập trung. Hai cô gái học không lo học, tối ngày nhiều chuyện. Đến cô giáo còn không làm gì được cô ta nữa mà. Cô còn dám thách thức cả cô giáo nữa sao? Quả thật cô ta không phải là dạng vừa đâu nha. Lần này cô giáo sẽ dùng tuyệt chiêu cuối với chiếc giày thối của mình. Chiêu này đã từng hạ vô số học sinh cứng đầu rồi đó. Cô gái có bịch kẹo thật là ngon. Cô ăn xong lại cho cô bạn kế bên. Viên kẹo đó đã qua miệng rất là nhiều người rồi. Anh bạn cũng muốn xin thêm kẹo để ăn tiếp. Nhưng cái cách mà cô ta ăn xong rồi cho thì hơi bẩn nhỉ. Thôi thì đi xúc miệng lại là vừa. Cô gái siêng năng đến lớp học từ sáng sớm. Nhưng khi có thức ăn thì mọi người xuất hiện rất là nhanh. Muốn ăn thì cũng được thôi. Nhưng cô ta liếm trước rồi bỏ vào như vậy thì ai mà dám ăn. Có miếng bánh thôi mà ích kỷ thấy sợ à. Cô bạn ở dơ ngồi bàn bên cũng đã xuất hiện. Giờ đến lượt cô ta xem cô có dám ăn không. Thank you. Thế là cô ta cũng đã bị một bài học về tính ích kỷ của mình rồi. Hai cô gái này thường giấu thức ăn vào lớp lắm. Chỉ cần không có giáo viên thì các cô gái mang thức ăn ra. Xem cách giấu đồ ăn thì biết hai cô là dân chuyên ăn vụng trong lớp rồi. Hai chàng trai phía sau cũng chịu đâu có nổi. Nãy anh ta thèm lắm mà giờ sao không có dám ăn.
thì ra là cô giáo đứng sau lưng hai cô nãy giờ. Lần này bị cô giáo tịch thu thức ăn rồi. Thật ra thì cô giáo cũng thèm chua lắm. Cô gái không thể nào tập trung được vì cơn buồn ngủ đã ập đến. Và cô giáo đã phát hiện ra cô ta đang buồn ngủ. Cô giáo này nổi tiếng là khó tính lắm. Nhìn nét mặt của các bạn còn lại là đủ hiểu rồi. Má không em, ngủ chắc dễ chịu lắm ha. Rồi xong, lại bị cô giáo bắt lên bảng rồi. Đây cũng là lần thứ 5 trong tuần cô gái bị phạt rồi đó.